Tâm lý lạc quan của giới phân tích về triển vọng giá vàng đã biến mất. Nhà đầu tư thì sao? Sau thành tích cao kỷ lục của tuần trước, với một loạt những mốc cao nhất mọi thời đại nối tiếp nhau, giá vàng tuần này quay đầu giảm sau khi dữ liệu cho thấy lạm phát Mỹ vẫn nóng lên. Giá vàng tuần này giảm tuần đầu tiên trong vòng 4 tuần, khi thị trường giảm đặt cược lãi suất Mỹ sẽ giảm sau dữ liệu lạm phát giá tiêu dùng CPI của Mỹ công bố hôm thứ Ba và giá sản xuất PPI cao hơn dự kiến, trong khi doanh số bán lẻ yếu đi. Giá vàng giao ngay kết thúc tuần ở mức 2.159,99 đô la một ounce, giảm 0,8% hàng tuần, là tuần giảm đầu tiên kể từ giữa tháng 2, sau khi đạt mức cao kỷ lục là 2.194,99 đô la một ounce vào tuần trước. Vàng kỳ hạn tham chiếu, hiện là hợp đồng tháng 4, kết thúc tuần ở mức 2.161,5 đô la một ounce. Trong nước, giá vàng tuần này biến động mạnh theo xu hướng đi xuống cùng chiều với giá vàng thế giới. Vàng miếng SJC sáng thứ Bảy ngày 16 tháng 3, giá khoảng 79,7 đến 81,7 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, giảm nhẹ so với 79,9 đến 81,92 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra một tuần trước đây. Trong tuần, có lúc giá đạt mức cao kỷ lục là 80,5 đến 82,5 triệu đồng một lượng mua vào và bán ra, nhưng đã đảo chiều giảm mạnh từ chiều thứ Ba, sáng thứ Tư, ngày 12 và ngày 13 tháng 3, khi giá vàng thế giới lao dốc. Toàn bộ những động thái giá vàng tăng gần đây đều do kỳ vọng lãi suất sẽ giảm nếu lạm phát bắt đầu tăng cao trở lại. Điều đó có nghĩa là các nhà hoạch định chính sách Mỹ sẽ phải duy trì chính sách hạn chế tiền tệ trong một thời gian dài hơn. Người phụ trách nhóm phân tích thị trường của Gavrocorn, ông Everett Millman cho biết. Tuy nhiên, ông Millman nói thêm rằng, mặc dù vàng không đặc biệt thích môi trường lãi suất cao, nhưng nếu lý do khiến lãi suất duy trì ở mức cao đó là do lạm phát đang nóng lên, điều đó đương nhiên có nghĩa là mọi người sẽ lại chuyển sang vàng. Lạm phát cao hơn dự kiến duy trì áp lực buộc Fed phải giữ lãi suất ở mức cao, gây áp lực lên vàng. Kim loại quý không mang lại lãi suất cũng được sử dụng như là một hàng rào chống lại lạm phát. Các nhà giao dịch tiếp tục đặt cược vào việc Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 6, mặc dù cơ hội giảm lãi suất trong tháng 6 hiện đã giảm xuống 59% so với 72% trước khi dữ liệu CPI được công bố. Chỉ số đô la index trải qua tuần tăng mạnh nhất kể từ giữa tháng 1, khiến vàng trở nên đắt hơn đối với người mua ở nước ngoài. Kết quả khảo sát hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, phần lớn tâm lý lạc quan của các chuyên gia thị trường trong tuần trước đã biến mất, trong khi các nhà giao dịch bán lẻ vẫn lạc quan về cơ hội vàng sẽ tiếp tục tăng giá vào tuần tới. Darren Newsom, nhà phân tích thị trường cấp cao của Bacha.com cho biết, tôi sẽ tiếp tục dự báo giá giảm thêm một tuần nữa, dựa trên xu hướng ngắn hạn trên biểu đồ hàng ngày của hợp đồng kỳ hạn tháng 4. Về cơ bản, điều gì có thể gây áp lực lên vàng vào tuần tới? Về cơ bản, đây là một kết luận được bỏ qua dựa trên nhận xét của chính chủ tịch Fed Jerome Powell. Ủy ban thị trường mở Liên bang Mỹ FOMC có thể sẽ không cắt giảm lãi suất khi kết thúc cuộc họp vào thứ Tư tới, ngày 20 tháng 3. Về mặt lý thuyết, điều này có thể tạo ra động lực mạnh mẽ cho đồng đô la Mỹ và gây áp lực lên giá vàng. Những người đầu cơ giá lên trên thị trường sẽ lập luận rằng vì không có sự cắt giảm lãi suất nào được đưa vào và dựa trên ý tưởng, bán tin đồn mua sự thật rằng vàng sẽ tăng giá. Ông Newsom kết luận, hiện tại tôi sẽ theo xu hướng giảm. Ole Hansen, người phụ trách bộ phận chiến lược hàng hóa tại ngân hàng Saso, vẫn duy trì dự báo giá vàng sẽ có xu hướng giảm trước cuộc họp của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Ông cho biết, việc cho rằng giá sẽ giảm trong tuần thứ hai với nguy cơ điều chỉnh sâu hơn được thúc đẩy bởi việc các quỹ phòng hộ thanh lý hợp đồng dài hạn vẫn là rủi ro lớn nhất. Đặc biệt là sau một tuần mà chỉ số CPI và PPI cao hơn dự kiến, khiến cho thị trường cho rằng Fed sẽ trì hoãn việc cắt giảm lãi suất hơn nữa. Về phần mình, ông Arian Day, chủ tịch Arian Day Asset Management, không thấy có lý do gì để ngừng lạc quan. Ông nói, giá vàng đang cho thấy khả năng phục hồi khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed và các ngân hàng trung ương khác trì hoãn việc bắt đầu nới lỏng. Thị trường đang chờ đợi nới lỏng gần như chắc chắn sắp xảy ra. Trên thực tế đó, rõ ràng là trong tuần qua, bất cứ khi nào giá vàng giảm mạnh thì những người tham gia thị trường lập tức mua vào mạnh mẽ và đẩy giá tăng trở lại. Colin Szczynski, chiến lược gia trưởng về thị trường của SIA Wealth Management cho biết, tôi giữ quan điểm trung lập về vàng trong tuần tới. Tôi nghĩ biến động chỉ có thể xảy ra sau cuộc họp của Fed, nhưng hướng đi sẽ phụ thuộc vào những gì ông Powell sẽ nói.
Bob Habercorn, nhà môi giới hàng hóa cao cấp của Ozio Future, cho biết giá vàng đang rất nhạy cảm với dữ liệu lạm phát khi mà Fed đang cố gắng xác định xu hướng lãi suất có thể xảy ra. Ông nói, tôi nghĩ cú sốc trong tuần này chỉ là khả năng thực tế rằng Fed có thể không sẵn sàng cắt giảm lãi suất vào lúc này. Đó là những gì bạn thấy qua đợt bán tháo, CPI và PPI đều nóng hơn dự kiến. Tháng trước cũng vậy, và xét về mặt kỳ vọng, 3 tháng trước chúng ta có lẽ đã tin rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tháng 3. Nhưng điều đó rõ ràng đã bị đẩy lùi một vài lần. Làm sao họ có thể nói về việc cắt giảm lãi suất khi CPI, PPI đang thể hiện rằng lạm phát vẫn dai dẳng một cách ngoan cố? Ông Habercorn suy đoán về tuyên bố của FOMC sau khi có chỉ số lạm phát cao. Fed sẽ nói gì vào tuần tới? Họ định nói rằng họ phải giữ vững chính sách như hiện nay. Ý tôi là, có khả năng họ thậm chí sẽ phải nói điều gì đó về việc tăng lãi suất dựa trên dữ liệu mà chúng ta đang thấy ở đây. Một số nhà giao dịch kim loại mà tôi trao đổi đều nói về việc mua vàng vào rồi lại bán ra. Điều đó có nghĩa là họ đang giữ thái độ chờ và xem. Tôi nghĩ kim loại quý, vàng và bạc có vẻ như muốn tăng cao hơn nữa. Nhưng với việc cổ phiếu bị ảnh hưởng nặng nề như hiện tại, tôi có cảm giác như không có rủi ro và tôi dự đoán sẽ có một số hoạt động bán thanh lý diễn ra trong thời gian tới. Habercorn nói rằng ông có thể thấy kim loại quý sẽ giảm một chút vào tuần tới, nhưng mức giảm sẽ nhẹ và tồn tại trong thời gian ngắn. Tôi nghĩ rằng đợt bán tháo sẽ bị hạn chế vì với vàng ở mức cao nhất mọi thời đại và với lãi suất dù cao như thế nào thì vàng thể hiện chắc chắn bản chất là nơi trú ẩn an toàn. Hiện có mối lo ngại về chi tiêu của chính phủ Mỹ cũng như mối lo ngại về đồng đô la và mọi người muốn tự bảo vệ mình, cho dù đó là trên thị trường vật chất hay thị trường tương lai. Ông nói thêm, thông thường nếu lãi suất cao như vậy, vàng sẽ không đạt mức cao nhất mọi thời đại. Nó chỉ cho thấy rằng hiện tại đang có nhiều giao dịch vì lý do sợ hãi. Vàng có thể sẽ bị bán tháo sau thông báo của Fed, nhưng tôi nghĩ rằng mức giảm sẽ không kéo dài, người bán sẽ nhanh chóng mua lại. Tuần này, 11 nhà phân tích đã tham gia khảo sát của Kitco News và gần 3/4 số người được hỏi ở phố Wall hiện dự đoán giá vàng sẽ giảm hoặc có xu hướng đi ngang trong tuần tới. Chỉ có 3 chuyên gia, tương đương 27%, dự kiến sẽ thấy giá vàng tăng vào tuần tới và một tỷ lệ tương đương dự đoán giá sẽ tăng trong phạm vi hẹp. Tỷ lệ lớn nhất, 6 nhà phân tích, chiếm 46%, dự đoán giá kim loại quý sẽ giảm. Trong khi đó, 194 phiếu khảo sát trực tuyến trên phố chính đã thu hút người tham gia. Trong số đó, phần lớn các nhà đầu tư bán lẻ trên phố chính vẫn dự đoán giá vàng sẽ tăng thêm vào tuần tới. 110 nhà giao dịch bán lẻ, chiếm 56%, kỳ vọng vàng sẽ tăng vào tuần tới. 54 người khác, tương đương 29%, dự đoán giá sẽ giảm. Trong khi 30 người được hỏi, tương đương 15%, có quan điểm trung lập về triển vọng ngắn hạn của giá vàng. Tuần tới, trung tâm chú ý của thị trường sẽ là thông tin từ các ngân hàng trung ương lớn với các quyết định lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản và Ngân hàng Dự trữ Úc vào thứ Hai ngày 18 tháng 3, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ vào thứ Tư ngày 20 tháng 3 và Ngân hàng Anh và Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ vào thứ Năm ngày 21 tháng 3. Các thị trường cũng sẽ chú ý đến dữ liệu khởi công xây dựng nhà ở và giấy phép xây dựng tại Mỹ vào thứ Ba ngày 19 tháng 3, cũng như số đơn xin trợ cấp thất nghiệp hàng tuần. Cuộc khảo sát sản xuất của Philly Fed, Flash PMI và doanh số bán nhà hiện có vào thứ Năm ngày 21 tháng 3. Chủ tịch Fed Jerome Powell tiết lộ yếu tố hàng đầu khiến lạm phát vẫn ở mức cao trong vài năm qua, khiến Fed chưa thể vội vàng cắt giảm lãi suất. Đây được cho là những nguyên nhân hàng đầu gây ra lạm phát trong vài năm qua. Lạm phát nóng hơn dự kiến đang ngày càng khiến nhiều người băn khoăn. Liệu bao giờ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất và số đợt cắt giảm là bao nhiêu trong năm nay? Trong phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ gần đây, Chủ tịch Fed ông Jerome Powell nói rằng một số loại bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm nhà và xe hơi, đã tăng vọt trong vài năm qua. Điều này làm tổn hại đến nỗ lực của Fed nhằm đưa lạm phát về mức mục tiêu 2%. Ông nói rằng các loại bảo hiểm khác nhau, bao gồm bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm ô tô và những thứ tương tự, là những nguyên nhân hàng đầu gây ra lạm phát trong vài năm qua. Hồi đầu tuần, dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy số liệu về phí bảo hiểm ô tô bao gồm thiệt hại vật chất, trách nhiệm pháp lý và các khoản bảo hiểm khác cho các phương tiện hành khách cá nhân đã tăng 20,6% trong năm qua
và tăng 0,9% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, một số nghiên cứu từ SP Global Market Intelligence cho biết, bảo hiểm nhà ở đã tăng 11,3% trong năm 2023. Nhìn chung, trong tháng trước, lạm phát đã tăng cao hơn một chút so với dự kiến, ở mức 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, theo BLS. Các chuyên gia cho rằng, những yếu tố như biến đổi khí hậu và giá cả phụ tùng ô tô tăng cao đã làm tăng giá bảo hiểm. Theo một nhà nghiên cứu từ Bang Ray, thời tiết khắc nghiệt diễn ra thường xuyên hơn do biến đổi khí hậu đang dẫn đến rủi ro cao hơn cho các công ty bảo hiểm, buộc họ phải tăng giá. Nghiên cứu cho thấy, trong thập kỷ qua, Mỹ đã phải chịu thiệt hại kỷ lục là 1,1 nghìn tỷ đô la do thời tiết khắc nghiệt, mức cao nhất được ghi nhận, góp phần làm tăng chi phí bảo hiểm. Các công ty bảo hiểm trả tiền cho những công ty tái bảo hiểm để giúp họ không rơi vào cảnh mất khả năng thanh toán trong trường hợp xảy ra các hiện tượng thời tiết nghiêm trọng. Nhưng do xác suất xảy ra của các điều kiện thời tiết có thể gây thiệt hại cho nhà cửa đang ngày càng tăng, nên các công ty tái bảo hiểm tăng phí. Điều này khiến cho các công ty bảo hiểm phải chuyển chi phí này sang cho khách hàng, theo Bang Ray. Ở một số khu vực có rủi ro cao nhất, các công ty bảo hiểm thậm chí còn ngừng cung cấp dịch vụ của họ hoàn toàn. Về lâu dài, các công ty đang rút lui khỏi việc cung cấp bảo hiểm tại một số khu vực ven biển, ông Powell nhận định. Đó là một vấn đề quan trọng. Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, tỷ lệ bảo hiểm ô tô cũng đang ở mức cao nhất trong gần 50 năm. Có nhiều yếu tố gây ra điều này, bao gồm thời tiết khắc nghiệt và tội phạm, cũng như bản thân những chiếc ô tô bị hư hỏng. Mark Hamrick, nhà phân tích kinh tế cấp cao của Bang Ray, nhận định. Hamrick cho biết, giá xe mới tăng mạnh và độ phức tạp của những chiếc xe cũng tăng lên, khiến việc sửa chữa trở nên phức tạp và tốn kém hơn. Dữ liệu PLS được công bố cho thấy, chi phí bảo dưỡng và sửa chữa xe tại thành phố của Mỹ đã tăng 6,2% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức tăng 3,2% của lạm phát. Mặc dù một số tác động của việc tăng lãi suất là không thể tránh khỏi, Hamrick cho biết người tiêu dùng có thể cố gắng đạt được thỏa thuận tốt hơn bằng cách điều chỉnh hoặc tìm hiểu các phương án bảo hiểm khác nhau và xem xét chi phí bảo hiểm khi quyết định mua xe. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng chi phí bảo hiểm tăng cao thực sự là một tình thế không có lợi đối với người tiêu dùng. Giá bảo hiểm ô tô tăng mạnh là kết quả của nhiều yếu tố bất lợi cùng xuất hiện một lúc, khiến người tiêu dùng rơi vào tình thế phải trả nhiều hơn mức họ mong đợi để được bảo hiểm, ông bày tỏ. Hiện tại, thị trường đang đưa ra dự đoán về số đợt và thời điểm bắt đầu hạ lãi suất trong năm 2024. Christina Harper, giám đốc chiến lược thị trường toàn cầu tại Invesco nói rằng Fed có thể sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất vào cuối quý 2. Còn Maura McLachlan, chiến lược gia đầu tư cấp cao của Allianz Bernstein cho biết, công ty dự đoán sẽ có 3 hoặc 4 lần cắt giảm lãi suất trong năm nay.